xin chào mọi người, đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. Ở đâu? Nhóc ra đâu? Nó bệnh mà sao vậy? Tao cũng không biết nữa. Dạo gần đây tự nhiên nó cứ bị bệnh hoài, để tao xuống coi thử sao sao. Hả? Dạ đi nhanh đi chị. Đây, nhớ lên bên này là mọi người, đi theo tôi. Đây, ở phòng này. Dạ. Đi ra. Đây này, lại đây. Nó nằm kia kìa. Đây là mọi người, nó nằm ở đây này. Đi ra. Ủa, chào cha. Nhà đến đây hả? Con đèn cảm thấy mệt mỏi quá. Ủa, kia là ai vậy cha? À, tao có dắt là vua báo đen với lại cô công chúa của bên báo đen này con. Dạ, dạ con chào nha. Hai người trời ơi, hai con bệnh vậy hai người đến thăm con tận đây luôn thì quý phá quá. À ở gì đâu ba nè, nó bị bệnh hồi nào vậy? À tôi không biết nữa, hình như đúng cái lúc mà tôi chuẩn bị dắt nó qua với ông với lại gặp zombie là nó phát bệnh luôn á ông ơi. Cô hiểu lý do tại sao vậy? À đây ta có một cái loại thuốc gia truyền của dòng họ ta nè, loại thuốc này cũng có gọi là thần y, chỉ cần uống một cái thôi bệnh nào cũng mất hết, biến mất hết. Vậy thì tốt quá. Để tôi đưa cho nó uống thử. Để tao lấy nước cho. Đi con ngồi vậy. Con trai. Rồi được rồi. Đắng quá. Đi con. Cố lên con ơi. Khỏe hơn chưa? Con thấy khỏe hơn rồi nè. Đúng rồi. Tao nhìn mặt con bây giờ cũng đỡ bệnh rồi. Cảm ơn ngài báo đen nghen. Viên thuốc của ngài đúng là thần dược mà. Dạ con cảm ơn vua báo đen. Tự nhiên con uống mà cái nó khỏe liền luôn à. Vua báo đen ơi. Thôi được rồi, nhưng mà con có cần nằm nghỉ tiếp không? Tại vì ta nghĩ con cũng mới khỏi thôi à. À không cần nghỉ ngơi đâu. Uống thuốc tới rồi là khỏe như người bình thường luôn rồi. Dạ đúng rồi, con qua khỏe như người bình thường luôn. Vậy thì tốt quá. Rồi được rồi, vậy con xuống giường đi để mà làm quen với mọi người nè. Dạ. Hello bạn Jimmy. Hello bạn thử gì ha? Hello công chúa Jimmy. Tôi nghe cha của tôi kể gì bạn rồi nha. Ủa thấy vậy là làm quen ta nhau đi. Có vẻ khoái con đó Jimmy. Con cứ làm quen đi. Dạ. Ê Hiha ơi, hay là bạn dẫn mình đi tham quan cái lâu đài này đi. Ok, đây bây giờ tôi sẽ dẫn bạn đi cho nè. Ngăn lên. Thôi, nhà cho đi chơi với nhau nghe. Ta với ngài báo đen sẽ nói chuyện. Đi thôi công chúa Jimmy, bây giờ tôi sẽ dẫn bạn đi tham quan hết cái lâu đài này luôn. Wow, lâu đài này của nhà bạn to quá. Ủa, vô lẹ. Ủa, hello anh Huy. Ủa sao em khỏe rồi á hả? Trời, em khỏe rồi. Thầy Tử Huy. Cái gì ấy? Thôi anh với lại tên này đi lên lầu đây, có gì em với lại công chúa đi chơi. Ủa, chào công chúa. Đi lên lầu cái gì vậy? Thầy Tử Huy hồi nãy đi lên lẹ coi, cha ta kêu ngươi kìa, lên. Lên liền. Thôi đi thôi Jimmy ơi. Mình đi ra đây chơi đi. Lên. Đi lên đây coi. Ai, em nói cho anh biết nha, anh mà nói chuyện này với lại vua hay là tên hay là anh đó là chết đi cho. Với lại anh cũng đâu có bằng chứng để tội buộc tội em hay gì đâu. Có khi anh nói xong rồi cha lại nghĩ là anh đang vu khống cho em rồi sao? Em dám hả? Tức anh thì làm được cái gì? Hả? Chờ đó. Đi lẹ đi, lẹ lên. Đây nè, đi ra đây nè. Nhâm Mi ơi, đây nè, cái chỗ này á là nhiều cá lắm luôn á. Câu cá tiền được cá xịn không luôn. Ây, kìa, ông lấy con mèo nó bơi trên biển không kìa. Đúng rồi. Đó, bạn thấy con cá ngay chỗ chuột cổ của tôi ông đó. Có con cá màu gì, con cá màu đây. Xanh nè. Ê. Hay là bạn bắt nó cho tôi đi. Ủa, nè, nó cắn vô cần câu tôi nè. Ủa, tôi nói rồi, khu này. Nhìn nè. Bắt nó. Mày dạ bưởi được cái chân cá nè cho Jimmy nè. Mình câu con mèo vô vậy mình có trứng mèo không?
Ha ông, con mèo làm gì để trứng, con mèo để con mà. Ôi. Vậy hả? Lên đi. Câu, câu, câu con mèo đây. Thu nhảy xuống. À. Ôi. Ôi. Chơi được chưa? Trời. Mình có cách rồi. Đi vô bờ. Ôi 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 ôi. Mèo ngoan. Tao sao nó không ngoan gì hết trơn á vậy? Trời. Ôi, nó đòi đi thiền kìa. Trời, tôi biết con thiền. Con mèo của bạn ra đi bán luôn. Thôi đừng có đem đi bán mà. Chẳng ngồi trên đó. Trời ơi, hôm nay nó chảnh luôn hả? Trời ơi, ui dồi ơi. Tôi thấy tụi nhỏ cũng được lắm đó. Nếu như mà hai đứa đó hợp nhau thì cho làm Suya luôn nha. À, tôi thấy cũng được đó. Bây giờ hai chúng ta chắc cũng sắp trở thành Suya rồi anh bạn. À rồi. Và chúng ta sẽ hợp sức với nhau làm cho gia tộc báo của chúng ta vững mạnh và không có loại nào đánh bại được chứ. Nhất trí. Ai, tức thiệt chứ. Mình đã làm hết mọi chuyện rồi. Nhưng mà vua báo vẫn đến được. Ai, nhưng mà còn chuyện nữa là tại sao thằng Ia nó lại khỏi bệnh được ta? Mình đã chế thuốc độc rồi mà. Không thể nào như vậy được hết á. Ai, không được rồi. Bây giờ phải kiếm cách khác mới được. Ai, tức quá đi mà. Hình như đây là hai kỷ vật của ba mình thì phải. À, được rồi. Nếu bây giờ mình làm mất hai thứ này xong rồi đổi lỗi cho thằng kia thì không biết sẽ ra sao ta. Bây giờ chỉ cần dụ thằng Ia tới đây nữa là hợp lý. Đi thôi. Ia ơi, lên đây nói cái này cái này Ia. Ok ok anh ơi. Ê, đi vô giùm bây ơi. Hả? Đi vô, đi vô thôi, okay, tôi đi vô tôi có chuyện nói chuyện với anh Huy cái. Thôi, đi lẹ thôi. Nó lên rồi, nó lên rồi. Chuyện là cha ơi, cha. Cha ơi, cha. Cái gì con trai? Con cha, cha đi theo con đi, con có cái này cho cha xem nè. Trời ơi, mày đi chỗ khác, mày giỡn mặt tao hả? Tao đang nói chuyện với vua báo đen không thấy hả? À, xin lỗi anh, thằng con tôi nó hơi. Không được, cha phải đi theo con. Này cần cha cần phải xem. Đi xuống đó nói chuyện cũng được mà. Trời ơi, cái thằng quỷ này. Rồi xem cái gì. Ờ, xin lỗi ngài nha. Rồi được rồi. Đi. Ủa anh Huy kêu lên đây làm gì vậy trời? Nè xuống đây nè cha. Ôi. Gì vậy? Ủa nè. Ôi anh Huy kêu em gì? Hả? Em làm cái gì vậy? Sao? Gì? Sao em làm đổ hai cái này xuống? Cha xem nè. Ôi. Nè anh, nó làm cái chuyện này nè. Dạ làm mà. Ủa sao con lại làm vậy hả Ia? Ủa con mới tới mà. À thôi bỏ qua đi. Hôm nay là ngày vui của ta nên ta bỏ qua cho con đó, coi như không có chuyện. Ủa? Gì đi. Với lại mấy món đồ này cũng không có đi quý giá lắm nên thôi, con cứ đi chơi với Jimmy đi. Để ta đi nói chuyện với bác báo đen dạ, trước. Dạ dạ. À thôi đi chơi đi Jimmy. Đi Jimmy ơi, hướng này nè. Ôi trời ơi, đi đâu vậy? Bây giờ mình đi chơi mà ta. Rõ ràng là mình đi chơi mà. Thôi mình đi lên trên cao mình coi đi. Tại vì lâu đài của tôi được một cái là ngắm cảnh rất là đẹp luôn. Ngắm cảnh từ trên cao á hả? Nè nhìn đi, đẹp không? Có nuôi voi ở dưới nữa đó. Hả? Đẹp thiệt á. Đừng làm gì, đâu có dễ như vậy được. Đó, đẹp lắm không? Quá xịn luôn. Rồi. Mẹo bạn đâu rồi? Cha ơi, Jimmy đã quên con mèo ở đâu mất kêu luôn rồi. Thôi đi xuống tìm. Ôi cha ơi, khoan đã cha, khoan đã. Hai cái món đó là hai cái món quý giá của cha mà sao cha lại tha thứ cho thằng Nga như vậy được, nó phá vậy mà. Mày thì biết cái gì? Bây giờ với ta, thứ quý giá nhất chính là thằng Hiha, nên mấy cái thứ đó không là gì cả. Thôi được rồi, mày muốn đi đâu đi, để tao nói chuyện với ngài báo đen, đừng có phá nữa. Tức quá sao? Cha mình bị cái gì á trời? Bây giờ phải làm sao đây? Trời hết cách luôn rồi. Được rồi, mình có một cách này táo bạo hơn nữa. Đi xuống bếp thôi. Không có ai đi hết. Hình như đây là chỗ. Hình như đây là đồ ăn chuẩn bị ăn nè. Thôi được rồi, để mình xáo trộn công thức này một xíu. Mình sẽ cho bột thuốc sổ vô. Để có gì ăn hết vô rồi sổ ra hết luôn. Quăng vô nè, quăng vô. Xả vô một xíu. Quăng cho nó ngắm một xíu lá còi thu lại. Hoàng ngắm hết rồi đó. Ok, được rồi, chạy thôi. Không thôi có người biết bây giờ. Trời ơi, con mèo của bà sao nó đứng ở đây hoài vậy? Hello. Nó trốn mà. Hello. Đâu vậy? Ôi mẹ. Mẹ ơi, tới giờ ăn rồi, đi vô ăn nè. Dạ, ấy con đưa nó heo. Dạ, bây giờ tụi con ơi. Mọi người ở trên đó thôi hả mẹ? Đúng rồi, mọi người đang đợi trễ hết rồi. Hai đứa chớ rửa tay rồi mới lên ăn nha. Dạ. Dạ. Đi Jimmy ơi. Rồi, tới rồi. Tới rồi hả? Hai đứa ngồi đi. Dạ, con tới rồi. Rồi, vô ăn con hả? Cho mọi ăn đi. Dạ. Dạ. Ngồi đây nè Hi. Rồi, được rồi. Cái đồ ăn lâu quá, quá ta. Lâu quá ta. Lâu quá mẹ ơi. Đồ ăn lên đây. Đồ ăn lên rồi. Hôm nay
xin lỗi các vị, hôm nay không có bò mà chỉ lại có cá thôi. Thôi mọi người. Ủa rồi, cá hồi cũng ngon đấy mọi người. Cá hồi cũng ngon, cá hồi cũng ngon. Ủa hồi nãy có bò mà trời. Sao con biết? Có bò vậy thôi. Dạ dạ, không con nghĩ vậy thôi, tại vì lúc con đi lên con ngửi mùi bò mà. Trời dạ, thôi được rồi, ăn cá thì có cá khoai mỡ nữa nha mọi người. Chúng ta còn có canh khoai mỡ rất là ngon nha. Canh khoai mỡ. Với lại có hai phần khoai tây dành cho Hi Ha và Yummy. Dạ, không có cho ta hả? Dạ tạm biệt mọi người. Mọi người chúc mọi người ăn ngon miệng nha. Mọi người ăn ngon miệng hơn hai người. Ôi, chà, không có khoai tây chiên cá lớn rồi, còn ăn khoai tây chiên gì nữa. À dạ, thôi ta giỡn thôi, ăn vô là không có sức khỏe. Ờ hả? Thôi được rồi. Ngon quá. Ồ, đúng rồi, ngon miệng. Ngày thấy món ăn của lâu đài tôi như thế nào? Ừ, theo ta thấy là rất là ngon đó, không hợp khẩu vị của ta. Nhưng mà thấy lâu đài, nhưng mà thấy lâu đài của tôi đó là đồ ăn như thế nào? Ngon lắm luôn á. Trời ơi, mà còn lâu đài bự nữa, đẹp nữa. Trời ơi, vậy thì còn gì bằng nữa. Thôi được rồi, bây giờ mọi người ăn no rồi nghỉ ngơi đi nghe. Dạ dạ dạ. Thôi Jimmy đi xuống chơi với con mèo tiếp. Đi đi đi. Anh nãy em mới nói đây nè. Đúng rồi đúng rồi. Dạ. Đâu đâu, tụi con đi chơi với con mèo. Jimmy mới bắt được con mèo xiển lắm. Con mèo hả? Đi xuống 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 xuống. Bầm 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 bầm. Ủa con mèo bạn để đâu rồi Jimmy? Một tầng nữa. Một tầng nữa. Này, chuyện này là sao vậy trời? Không hiểu sao luôn á. Tại sao mấy tên cẩn thận lại đem những cái món khác so với lại ở dưới bếp quá vậy? Hello, bạn đặt tên này con mèo cho con mèo bạn chưa vậy Dâm ơi? Chưa, tôi chỉ biết nó là mèo ngoan thôi à. Nhưng mà nó lì quá. Nhưng mà nhìn cái mặt nó ngu quá. Cái gì vậy thần, anh? Thần có chuyện muốn nói. Thần chịu hết nổi rồi. Đi theo Thần đi. Chuyện... Ờ, cái chuyện gì vậy? Ok. Ủa vậy còn Jimmy thì sao? Đi thật. Ờ thôi đi theo luôn đi. Okay. Lên 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 đây nhanh lên. Ờ thật ra mấy cái chuyện gần đây như là hoàng tử bị bệnh nè, rồi đồ ăn thức uống và cái chuyện cái vật mà quý hai món vật quý báu của nhà vua bị rớt dưới đất, mọi thứ đều là lỗi của hoàng tử, là do hoàng tử Huy làm đó. Hoàng tử Huy làm sao anh biết được điều đó được? Tại vì mấy lần trước tôi không có chứng cứ. Nhưng mà hồi nãy tôi mới bước vào bếp để chuẩn bị lấy đồ ăn thì tôi thấy hoàng tử Huy bỏ cái chất bột trắng gì đó vào mấy cái thức ăn. Nhưng mà tôi nghĩ đó là thuốc sổ. Xong rồi tôi mới kêu người làm món mới, cho nên hôm nay không có bò bít tết. Đó, hoàng tử ứ thấy không? Còn cái chuyện mà hai món quái vật kia cũng là hoàng tử Huy làm. Và chính mắt thằng đã thấy mà. Ok, được rồi, Jimmy sẽ đi mét chua. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Đúng rồi đó. Nên đi mét chua. Thôi đừng có đi mét chua nào vậy. Thôi đừng đi mét kệ đi. Anh Huy đó giờ ổng như vậy thôi, chứ ổng quậy phá thôi, chứ không có gì đâu. Chứ bộ, nó còn làm cho Hi Ha bị bệnh nữa. Hoàng tử. Thôi không sao đâu. Thôi lần coi như lần này bỏ qua cho anh Huy đi. Lần tới giờ mình mét cũng được. Ô hoàng tử luôn á. Thôi được rồi, tôi sẽ bảo vệ hoàng tử được chưa? Được rồi, cảm ơn anh nha. Thôi anh đi đâu, anh đi đi. Ê, Jimmy, bây giờ tụi mình chơi một trò chơi này vui lắm mà nghe. Chơi không? Trò chơi gì dạ? Đó, chính là chơi 50. Chơi 50 không? Ok, 50, 15, 50. Anh đi tìm em đi xuống. Ở đây nè, bên đây nè, bên đây nè. Bây giờ bạn... Đó, bây giờ tôi sẽ là người đi tìm, còn bạn là người đi chốt, ok không? Ok, 50, 15, 20, 25, 50, 30. Bạn là người đi chốt, còn tôi là người đi tìm. Trời ơi, chốt đi nha, tôi bắt đầu đó. 50, 15, 20, 25, 30, 35, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105. Ủa? Hả? 100. Hay, không biết đi kịp chưa, lâu đài này bự quá, cho mình đếm thêm đi. 105, 110, 115. Trốn đâu, trốn đâu bây giờ ta? Trời ơi, không biết đâu trốn luôn á. Thôi chắc lên nữa, lên nữa thôi. Chứ giờ không biết trốn đâu, anh lên nữa, lên nữa, lên nữa. Ủa, 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 lên luôn, lên luôn, lên luôn. Lên luôn, lên luôn, lên luôn. Ở đâu đây ta? Hay là mình đi trốn ở đâu, 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 đâu giờ trời? Công chúa à. Ê, chà. Chà. Công chúa đã nằm gục rồi, bây giờ đem công chúa đi thôi. Lên thôi công chúa. Mở cửa thôi nào, đem vô. Ây da, trời hơi chật, để xuống cái coi. Hơi. Ồ, rồi công chúa ở đây ngủ thoải mái nha, để tôi đi đóng cửa đây. Sao mà tìm hết cả cái lâu đài mà không thấy Jimmy ở đâu vậy nhỉ? Jimmy ơi, không chơi nữa đâu, ra đi. Công chúa đâu mà
Công chúa hoàng đâu tử, rồi? Có thấy công chúa không? Hồi nãy em với công chúa đang chơi chung tìm, nhưng mà tìm nãy giờ cả tiếng đồng hồ mà không thấy công chúa đâu hết. Em chạy hết lâu đài luôn rồi đó. Ủa vậy hả? Sao kỳ vậy ta? Chúa My ơi! Chúa ơi! Hắn rồi, đừng trốn nữa. Ừ, em thấy rồi chưa? Có chuyện gì vậy? Hình như công chúa bị mất tích giờ hay không, sao á? Không thấy ạ. Cái gì? Ủa chuyện gì vậy? Con tìm nãy giờ mà không thấy Jimmy ở đâu hết. Là sao? Kể lại câu chuyện cho tao nghe ha. Tại sao nó mất tích được? Con chơi trốn tìm với Jimmy, con là người đi tìm, nhưng mà con tìm nãy giờ rồi không thấy luôn cha. Thôi, con cũng đi tìm nãy giờ luôn. Coi trốn tìm bình thường mà. Ai mà kiếm được công chúa của ta thì ta sẽ trả cho người đó và trọng thưởng nữa. Thôi được rồi. Vậy bây giờ mọi người cố chia nhau ra đi tìm đi trước khi mà công chúa gặp nguy hiểm. Dạ, con đi tìm cho. Thôi, đi tìm. Quy đồ, quy đồ. Cái mạch, kế hoạch của mình thật là quá dễ. Cưới công chúa tôi nào. Chết tôi rồi, sắp té rồi. Có ai không cứu tôi với? Jimmy ơi. Trời cứu, cứu anh với. Cái gì vậy? Anh sắp té rồi, anh nhảy bị trượt chân. Cứu anh leo lên, đây đây, lên. Kéo lên. Có gì vậy anh, có sao không? Trời ơi, anh đang chạy đi tìm công chúa thì trượt chân té xuống dưới. May là có em cứu đó. Anh không đi đứng cẩn thận gì hết. May là có em lần tới mà không có em không biết sao luôn á. Cảm ơn em nha. Bye. Nghe quá tình người. Thôi, mở cửa. Ôi công chúa ơi, công chúa. Chúa, ra đây công chúa. Ý đau cái đầu á. Ủa hoàng tử ơi. Ủa, công chúa trốn đi đâu nãy giờ vậy? Sao làm mọi người đi tìm đi lâu lắng quá trời nè. Xuống đi công chúa ơi. Ok. Trời ơi, mày, ủa hồi mày nãy là có tôi tìm được đó. Tao chưa thấy nữa. Coi thấy chưa? Chưa. Không thấy. Thần cũng chưa thấy ạ. Thần cũng không thấy ạ. Vậy tại sao lại không thấy được? Thì mày ơi, con nãy đâu vậy? Ủa, đang ở đâu nữa? Rồi xin lỗi nhà con đây nè cha ơi. Ủa, Jimmy, con tìm ra được rồi. Công chúa. Hoàng tử Huy đã đem ở đâu vậy? Dạ đúng rồi. Dạ. Trời ơi, con thấy bạn đó nằm trong một cái phòng gì đó ở ngoài lưng. Hên là may là con tìm ra được á. Xong rồi không hiểu sao bạn đó bị nhốt lại ở bên trong luôn á. Cảm ơn con nha. Ủa Jimmy. Dạ. Con bé đâu vậy? Dạ con đang chơi tốn tìm với Hi-ha mà Hi-ha đâu rồi cha? Chắc con cũng đang đi kiếm con luôn á. Cũng đi tìm con đó. Ôi nhưng mà con là người đi tìm được nè. Trời ơi, con tìm được Jimmy khổ công lắm đó. Ủa, mà sao Hi-ha nãy giờ nó chưa về nữa ta? Lâu dữ vậy trời. Không biết hoàng tử Hi-ha ở đâu nữa. Con về rồi đây cha. Hoàng tử Hi-ha nè. Ui Hi-ha, sao quay về được vậy? Anh nhớ là cái gì? Nhớ cái gì? Quay về là sao Hi-ha? Chuyện như thế nào vậy? Anh Huy, kể tao nghe coi. Hồi nãy cái lúc mà đi tìm Jimmy, con đã thấy được anh Huy đang bị té ở trên kia. Con cứu anh Huy lên, xong rồi anh Huy đẩy con xuống. Cái gì? Nhưng mà mày nhầm vậy luôn hả? Con lọt được vô bụi cây nên con vẫn còn sống được đó. Nhưng mà đầy thương tích hết rồi. Cũng vậy đó hả Đức Vua? Cái gì? Chuyện này có thật không? Để thần kể cho Đức Vua nghe. Mấy ngày đây, hoàng tử Huy đã cố tìm rất là nhiều cách để hãm hại hoàng tử Hi-ha. Ban đầu là hoàng tử Huy đã chế một cái thuốc gì đó khiến cho hoàng tử Hi-ha bị bệnh vào ngày đi gặp vua báo đen. Dạ đúng rồi, con mà uống cái thuốc không có bằng chứng. Uống cái thuốc nên đó không rồi. Không thể trình bày với vua. Từ khi uống cái nước mà hoàng tử Huy là con bị bệnh liền luôn đó cha. Dạ. Nghĩ tiếp coi. Khỏe lại mà. Sao cái bình bông, cái còn bảo vật hai cái bảo vật mà hôm trước Huy đổ thừa cho hoàng tử Hi-ha cũng là Huy làm. Anh ơi, chính mắt thằng đã nhìn thấy. Còn gì nó không kể hết một lần cho ta coi. Dạ, cái mấy cái thức ăn trong bếp là hôm đó có bò bít tết, nhưng mà do hoàng tử Huy đã bỏ thuốc sổ vào, thần đã phải làm món khác, cho nên hôm đó không có bò bít tết ạ. Dạ, xin hết ạ. Con nhớ rồi, hồi lúc con đang chơi trong tiệm với Hi-ha, con không biết có ai đánh vô cái đầu con á, xong rồi gần như là con không nhớ chuyện gì xảy ra nữa. Sao lúc đó là có anh Quỳ, anh Quỳ cũng Quỳ tới tìm con á, ở trong cái phòng đó có cái cửa bị khóa lại á. Con hiểu rồi. Quỳ, chuyện này là sao? Con hiểu tại sao cha luôn á. Con là người anh trong cái hoàng tử này, con cũng là người gọi là cũng bằng Hi-ha chứ không có khác gì đâu, mà sao công chúa lại thích Hi-ha, rồi cha lại gả Hi-ha cho chồng công chúa. Hi-ha thì học giỏi, con thì suốt ngày cứ quậy thôi. Mẹ đâu có dạy con mấy cái này đâu, cho nên là con quậy như vậy đó, cho nên con không có cái gì mà bằng được Hi-ha hết. Mà con rồi không cần nói nhiều nữa, bây giờ ta tuyên bố ta chỉ có một mình Hi-ha là con trai thôi. Ngươi
dẫn thằng Huy ra khỏi cái lâu đài này, tao không muốn nhìn mặt nó nữa. Dạ vâng, thưa đức vua. Hôm nay là quá đủ mất mặt với ngài Báo Đen rồi. Không, không chịu đâu. Mau lên, bây giờ cậu không còn là hoàng tử nữa đâu, cho nên tôi không nhẽ tay với cậu đâu. Không, ơi, làm, ơi, tả ra, ơi, cha, mẹ. Dạ, con có sao không? Dạ, hơi đau một xíu thôi cha, thì con lọt vô cái bụi gai á. Thôi được rồi. Ở dưới ta cảm ơn con nha mà... cũng đã khá là dũng cảm đó. Dạ con cảm ơn vua Báo Đen. Ôi trời ơi, Đen bị thương nữa là chăm sóc vết thương. Ôi trời ơi, hay là dũng cảm như vậy hay là cho Huy ăn cưới con đi. Được thôi, rồi anh báo đớp nha. Thế thì tốt rồi, rồi tôi hiểu rồi anh Báo Đen, bây giờ chúng ta là sắp là xui gia rồi. Con trai của anh thương thích tùm lum. Hẹn anh, khi tụi này đủ 18 tuổi chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới thiệt là linh đình cho những đứa đó, ok chưa? Ok, ok nhất trí. 10 năm sau. Thôi, hôm nay cũng quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Thôi chúng tôi lên về thôi, chứ không mẹ có nó đợi nữa. Thôi được rồi, để tôi tiễn anh về. Tạm biệt giúp mình nha. Tôi vui rồi, hẹn hậu. Con về, tạm biệt cái gia nha. Tạm biệt con. Em muốn gặp lại, bye bye. À, chừng nào hết chết thương đó thì qua lâu đài mình chơi nha. Ok, bye bye. Rồi, tạm biệt hai người nghe. Đi 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 đi. Đám cưới của tụi tôi. Hi nhô. Ta tuyên bố từ nay hai con sẽ mãi là vợ chồng. Yeah. Pick up the phone.